Rồi, hello hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi nè. Rồi sáng này lên cho anh em một cái lô máy Mitsubishi nha anh em. Lô này bơm nước, hệ này thì 4 ngựa ha. Để anh em xem xong thì cho em xin một like và nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh và bật cái chuông thông báo lên giùm em ha. Rồi, em sẽ bán ba con này là 5,5 triệu anh em, chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Ba con 5,5 triệu. Rồi, anh em coi chi tiết nè. Đó, con này GT nha, con này đủ đồ, bao đủ đồ anh em nha. Nó bị xích cái này một xíu nè. Ha. Họng hút xả là 40. À, nắp cò đẹp nha. Đó, nắp cò đẹp. Bao hai lửa cho anh em. Rồi con này họng hút xả nó là họng hút là 60 ra 60 và 25 nha. Cò đẹp luôn. Con này bao hai lửa nè. Bao hai lửa anh em hết nha. Đây nữa nè. Con này GT 400, con đây là con GM 132 nha. 32, đây là con GT 400 nữa, họng hút xả 60, thiếu bô lửa nha, để lắp e chà đứt cái chụp giật nha. Rồi thì ba con này bán nguyên lô này 5,5 triệu nha, chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua thì liên hệ em qua số điện thoại nha, 5,5 triệu. Rồi em xin kết thúc clip nha.